Người chụp bóng là Phương Vũ Thu. Nguy hiểm, tỷ số là 1-1. Không phải, bóng rơi cột dọc. Rất nguy hiểm. Một cú sút căng như cây chỉ. Văn Cường đã hoàn toàn bó tay. Phương Vũ Thu có thể dứt điểm. Cột 2. 1-1. Một pha phối hợp có thể nói là như sách giáo khoa của các cầu thủ DTS. Pha nhả bóng xuống đáy của Tú Trôi đánh lừa tất cả các hậu vệ của cao thủ Hiệp Hòa. Phương Vũ Thu vẫn còn. Nguy hiểm, 2-1 cho cao thủ DTS. Công quá lớn của Phương Vũ Thu. Một cái lòng rất đầy của Ngọc Tuấn. Không thể khác được. Không có lỗi của một Văn Cường trong tình huống vừa rồi. Những phút cuối cùng hiệp đấu đầu tiên, DTS đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Dấu ấn quá lớn thuộc về Phương Vũ Thu. Một pha đột phá bên cánh phải, căng ngang, một cái nhấc chân. Phần còn lại của Ngọc Tuấn là đơn giản. Phương Vũ Thu không che bóng rất hay. Bàn thắng thứ 68 của Phương Vũ Thu ở HSBL. Bàn thắng thứ hai ở trận đấu thứ hai. Đây chắc chắn sẽ là một những bàn thắng đẹp nhất của bóng đấu này. Một pha xử lý quen thuộc của Phương Vũ Thu, biết nhưng không thể làm gì được. Có thể nói là đỡ bóng như có keo dính ở chân. Sau đó là một pha sàng qua cả thủ môn bên phía Hiệp Hòa. Thái Rudy. Pha xử lý tốt của Cook Sport. Tình huống sút xa tốt nhưng Cook Sport đã cảnh giác. Tình huống sút xa của Thành Ben. Hùng Con đang chơi ở vị trí trung vệ thay cho Hùng Đen. Và ở khu vực giữa sân chỉ còn duy nhất Hùng Cọt mà thôi. Trời mưa sân trơn. Viết điểm, dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Bóng đi trúng vị trí của Cường Sport. Sẽ có phạt góc cho sân. Chơi thiếu người sẽ rất khó khăn cho Văn Minh để dàn xếp những tình huống sút xa, rất nguy hiểm. Vẫn là những tình huống xử lý hết sức xuất sắc của thủ thành Cường Sport. Văn Minh vẫn đang tổ chức phòng ngự tốt và chờ thời cơ để tổ chức những tình huống phản công. Sút bóng rất mạnh của Thành Bèn đến phía Austin. Rất hay, Hoàn Treo. Quá người. Căng ngang. Không vào. Một pha đột phá rất hay của Hoàng Treo bên phía cánh phải. Suýt chút nữa thì Ba Duy đã có bàn thắng mở tỷ số cho Austin. Rất may là Hùng Cọt đã can thiệp kịp thời. Sút ngay. Sút này không vào. Pha xử lý có thể nói là quá đáng tiếc của Nhật Nam. Người vô địch toàn quốc Hyundai Cup năm 2020 by TC Moto. Tư thế hết sức thuận lợi với Hoa Nhật Nam. Cú này Austin không có được bàn thắng và giành chọn 3 điểm. Cơ hội không vào. Pha ra bóng xuất sắc của Cường Sport. Đã có những sự sơ hở nơi hàng phòng ngự của Văn Minh ở những phút vừa qua. Công Định. Hành Ben. Tiếp. Quang Hiếp. Công Định. Sút này. Một lần nữa thì Công Định lại không chiến thắng được Cường Sport. Sút này. Hướng sút bóng liên tục của Công Định.
chưa biết kết quả trận đấu này ra sao, nhưng Cường Sport cho đến thời điểm này xứng đáng được đề cử là thủ môn xuất sắc nhất vòng đấu, chơi cực kỳ an toàn và quả cảm. Hoàng Hiệp sút xa, tiếp tục lại là sự xuất sắc của Cường Sport. Đường trưởng của bên trái đó là ông Vũ Việt. Đội hình ra quân bên phía Eco Park, thủ môn số 32 Sĩ Khang, số 15 Thanh Quý, số 88 Dũng Mốc, số 2 là Bá Thiêm, số 21 là Dũng Nem đeo băng đội trưởng, số 6 Hiệp Châu, số 17 Tú Nê Ma. Huấn luyện viên trưởng của Eco Park đó là ông Lê Tuấn Tú, đó là biệt danh là Tú Khỉ. Mới khi mà đội trưởng Nguyễn Tây để mất bóng và Tùng Lạng ngay lập tức có bàn thắng. Không được. Lam Xiêm, cầu thủ đã từng tập luyện trong đội trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Đây là Dũng Nem. Dũng Nem đã từng thi đấu cho Eco Park. Xin lỗi các bạn, thi đấu cho LC. Đây là Minh Đức. Vẫn là Minh Đức. Rất khỏe, bóng đã chạm tay Dũng Nem trong tình huống vừa rồi và trọng tài đã thổi phạt. Với Dũng Nem, Minh Đức trẻ hơn rất nhiều. Rất khỏe. Dũng Nem trong tình huống vừa rồi đã không thể theo sát được đối với Minh Đức. Dũng Nem. Đây là Tú Nê Ma. Và các hàng vào. Pha phối hợp tốt của cầu thủ Eco Park và Thiêm Thái Bình là người lập công. Tỷ số là 1-0. Pha bằng vào đẹp lòng chính xác của Thiêm Thái Bình. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 27. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trong tình huống vừa rồi thì Ngọc Anh đã không theo đối với Bá Thiêm. Dũng Nem phản công cho Eco Park. Dũng Mốc rất nguy hiểm. Pha đẹp lòng thiếu chính xác của Hiệp Châu. Nhưng Eco Park thì vẫn chưa có sự thay đổi ngày nào. Đội hình của họ vẫn đang hoạt động tốt. Có kịp không? Dũng Mốc rất nguy hiểm. Chúng ta thấy hậu vệ trái Bá Thiêm luôn luôn có những tình huống xâm nhập vào vòng cấm bên phía các cầu thủ bên trái. Dũng Nem không được. Pha bóng quyết liệt của Dũng Nem trong tình huống vừa rồi. Năm ngoái Dũng Nem. Dũng Nem. Một cầu thủ bên trái đã phạm lỗi, đó là Đức Anh. Pha phạm lỗi từ phía sau của Đức Anh. Đối với đội trưởng bên phía của Bắc. Trước kia thi đấu chuyên nghiệp, Dũng Nem là một tiền vệ trung tâm, đánh đá được cả tiền vệ cánh. Bên phía Eco Park tiếp tục có sự thay đổi người, cầu thủ số 11 đó là Văn Sinh. Phạm Văn Sinh sẽ được tung vào sân thay cho đội trưởng Dũng Nem. Trời mưa sân trơn đã ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của cả hai đội. Hai đội đều chơi thận trọng, tránh không mắc lỗi. Nhật Tân không được. Cường Quân bắt bài rất nhanh. Vẫn là tốc độ của Cường Quân, nguy hiểm.
không vào, bóng bật mép ngoài cột dọc ra ngoài. Đó là một pha thoát đi sở trường của Cường Cun. Rất tốc độ, trời mưa sân trơn nhưng Cường Cun vẫn có thể giữ thăng bằng và thoát đi một. Cách chơi của Mobi dựa rất nhiều vào hai biên. Nguy hiểm, Cường Cun! Không được. Rất tiếc pha xử lý cuối cùng của Cường Cun đã không thành công. Sự thay người đáng giá của huấn luyện viên Quang Lắc và ông Bầu Tuấn Huy. Cường Cun vào sân và ngay tức đã mang lại hiệu quả bằng những tình huống chơi bóng có tính đột biến và tốc độ cao. Cường Cun. Văn Linh. Khá hay, Đức Chris sút đi. Không được, cầu đã trôi qua. Lẽ ra Đức Chris phải băng vào và thực hiện ngay cú đá bằng mu loe má từ tuyến này. Có lẽ là xác suất ghi bàn sẽ cao hơn. Trời mưa sân trơn và cần phải có thêm những sự bảo hiểm. Pha đánh gót rất tinh tế của Linh Bích. Đáng nhẽ Đức Chris phải sút ngay từ khi đường chuyền trôi ra từ cái đánh gót của Linh Bích. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.